còn mấy ngày nữa mới đến nhưng ở khắp mọi nơi, không khí Halloween đã ngập tràn. Vốn còn được biết đến với tên gọi khác là lễ hội hóa trang nên mỗi mùa Halloween về, chúng ta lại được chiêm ngưỡng hàng loạt màn biến hình cực kỳ rực rỡ và ấn tượng của tất cả mọi người, trong đó lôi cuốn nhất vẫn là của những đứa trẻ. Và chắc hẳn bạn vẫn chưa quên tạo hình dễ yêu quý của cô nhỏ xíu vô diện Momolu đến từ Đài Loan đúng không? Được biết, màn hóa trang của Momo chính là thành quả sau nhiều ngày suy nghĩ của mẹ cô nhỏ xíu. Chính vì vậy nên người ta đùa nhau. Halloween hiện thời không đơn thuần chỉ là lễ hội hóa trang nữa mà đã trở thành dịp các bậc phụ huynh tha hồ bộc lộ hết trình độ sáng sủa tạo để biến cục cưng nhà mình thành những hero nghe tên thì đáng hoảng sợ nhưng ngoại hình lại chỉ khiến người ta mỉm cười bò. Mùa Halloween năm nay, Bố Ly đã đổ dồn về màn hóa trang thành dâu cơ của một cô nhỏ xíu đến từ Hàn Quốc. Biểu cảm có những ngày mệt đến chẳng muốn mỉm cười mà vẫn bị mẹ lôi ra hóa trang dâu cơ quan nhất hôm nay. Những hình ảnh của cô nhỏ xíu dâu cơ được chia sẻ trên một fanpage về giải trí của Hàn. Chẳng ai biết cô nhỏ xíu ấy là ai, đang ở đâu nhưng màn hóa trang rực rỡ, khuôn mặt hài hước của cô nhỏ xíu vẫn khiến ta không nhịn nổi mỉm cười. Nhân vật mà cô nhỏ xíu được mẹ chọn để hóa thân thành là chú hề dâu cơ nhiều người biết đến trong các bộ phim hoảng sợ dị. Không chỉ được họ mặc cẩn thận, trang phục của cô nhóc cũng bám bạn dạng gốc đến 90%. Thế nhưng, điều làm người ta đánh giá cho màn hóa trang này lại là nhờ biểu cảm phiền muộn của hero chính. Không rõ gì đang buồn ngủ hay gì mẹ hóa trang chuẩn quá nên các bạn cùng lớp hoảng sợ mà cô nhỏ xíu cứ ngồi đó, thu lu trên ghế với đôi mắt nhìn xa xôi như thể đang tự hỏi, tôi là ai? Đây là đâu? Sau khi được đăng tải, màn hóa trang thành dâu cơ này đã nhận về hàng ngàn lượt like share cùng cả tấn bình luận hài hước. Có những ngày mệt chẳng muốn làm gì, mỉm cười cũng chẳng muốn luôn, thế mà bị mẹ lôi ra hóa trang thành dâu cơ. Mẹ ơi, cô ơi, con buồn ngủ quá, cho con về nhà ngủ được không? Nhà bao diệt, dâu cơ gì tầm này? Năm ngoái có dâu diên, năm nay thì có dâu cơ làm mưa làm gió rồi nhé. Hu hu, dễ yêu quý quá. Mà chưa có bộ chứ đừng nói có con để mà quá trang, chắc lôi đưa cháu ra thử mới.